Có thể nói tại thị trường Việt Nam chúng ta thì Asus đang là một trong những nhà sản xuất máy tính bảng đem lại nhiều thành công cũng như là được sự chú ý của rất là nhiều người dùng. Tại vì nó có mức giá rẻ, cấu hình tốt và đặc biệt là với sự hợp tác của Intel thì những thiết bị của Asus có những vi xử lý Intel đem lại hiệu năng rất là tuyệt vời. Và mình sẽ mở hộp cho các bạn một trong những cái chiếc máy tính bảng Line Laptop mới nhất mà Asus tung ra thị trường. Đây là Asus Transformer Pad có tên mã là TF103, là một thiết bị chạy Android, không phải là Windows 8 giống như lần trước chúng ta là TF100. Và mình sẽ mở hộp cái thiết bị này ra. Ở bên trong hộp thì người dùng sẽ có một chiếc máy tính bảng và kèm luôn cả một cái bàn phím. Nhưng theo như mình biết thì bên ngoài thị trường sẽ có cả cái việc là bán mình máy, còn cái bàn phím thì các bạn phải đặt mua riêng, nên mà các bạn cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề này, ta vẫn có thể mua rời được. Chúng ta sẽ có cáp và cục sạc. Như vậy là hết, thiết bị này chúng ta sẽ không có thêm bất kỳ cái bổ sung nào như là tai nghe vân vân. Quay trở lại với chiếc Asus Transformer Pad này, điểm ấn tượng đầu tiên đối với người dùng cần phải biết đó là đây là sản phẩm đầu tiên trên thế giới sử dụng vi xử lý 4 nhân của Intel, có tốc độ 1.8GB. Và có thể nói là nếu mà so với những sản phẩm như là Zenfone 4, 5, 6 thì hiện nay toàn là sử dụng vi xử lý loại kép, thì cuối cùng thì Intel đưa lên vi xử lý loại tứ lên cái sản phẩm máy tính bảng của Asus. Nó có màn hình rộng 10.1 inch và độ phân giải là HD 720p. Các bạn đã thấy là cái viền màn hình của máy tính bảng này thiết kế rất là dày. Asus làm xưa nay vẫn vậy, nó không tạo nên sự mỏng và sexy giống như Tab S hay là Z2 của cái Sony, mà họ vẫn làm dày, cầm trong tay cũng khá là dễ chịu, ta có thể bám một cách dễ dàng hơn. Và đặc biệt là có lẽ điều này phải cảm ơn cả phần mặt lưng. Asus làm mặt lưng rất là cong và làm mình nhớ đến cái chiếc Nexus 10 của Google hợp tác cùng với Samsung. Mỗi tội là cái kia thì nó hơi cong nhiều, còn cái này thì nó làm vuông vắn hơn. Cái mặt lưng này của nó bám vào tay rất là dễ chịu, tạo cảm giác rất là thích. Nhưng mà mình mới cầm một lúc thôi mà mồ hôi dấu vân tay đã đầy hết ra cái phần mặt lưng này. Nó cũng có thiết kế hai loa hai bên cân đối ở mặt lưng, giúp ta khi xem phim cũng như chơi game nó tạo cái hiệu ứng âm thanh tốt hơn. Ở bên cạnh phải của chiếc máy tính bảng này mọi người thấy có phím tăng giảm âm lượng, và chúng ta sẽ có một khay cắm thẻ nhớ mở rộng, mặc định bộ nhớ trong của nó chỉ có 16GB. Chúng ta sẽ có cổng sạc micro USB. Bên dưới chính là chân kết nối của cái chiếc máy tính bảng này cùng với đọc bàn phím, lát chúng ta sẽ chia sẻ một cái đấy sau. Bên cạnh trái là khay cắm SIM và dây cắm tai nghe 3.5mm. Có thể nói là với cái mức giá của thiết bị này thì chúng ta đang có một chiếc máy tính bảng đầy đủ mọi thứ. Kết nối Wi-Fi 3G, chúng ta có khay cắm thẻ nhớ mở rộng, có cả đọc bàn phím rất là tuyệt vời. Camera sau của nó cũng có độ phân giải lên đến 5MP. Bây giờ mọi người sẽ quay trở về với lại cái bàn phím này, chúng ta nói sơ qua về nó. Về cái bàn phím, đây là cái phần mang nhiều trọng lượng nhất nếu mà kết hợp hai thứ vào với nhau. Khi mà lắp bàn phím vào thì chiếc máy tính bảng này trở thành một chiếc laptop khá là nặng nề. Nó sẽ có một phần kết nối làm từ kim loại, đây chính là cái phần mà khiến cho nó tốn nhiều trọng lượng nhất. Các bạn cầm vào sẽ cảm nhận được ngay. Và để đảm bảo thêm phần chắc chắn thì mọi người đã thấy là cái phần gia công của cái ba chân kết nối này đối với chiếc máy tính bảng nó cực kỳ tuyệt vời. Có phần chân tiếp xúc này gần giống như cổng sạc 30 pin của Apple, và hai bần hai bên thì có một cái G kết nối rất là chắc chắn để khi chúng ta đóng vào thì kéo lên nó không sợ bị rơi ra. Nó sẽ có đầy đủ một bàn phím rất là đẹp và hoàn thiện tốt. Lần trước mình không thích chiếc Transformer Pad T100 tại vì nó bị lược bỏ đi các phím bấm và cũng như là làm phím quá nhỏ, thì lần này cái này được hoàn thiện ngon hơn nhiều. Có riêng các phím chức năng Wi-Fi, tắt máy, điều chỉnh độ sáng, bật camera, vân vân. Bên dưới cũng có một dãy phím số 1 từ 1 cho đến 9 và bàn phím QWERTY full luôn để người dùng có thể gõ rất là cẩn thận. Có một điểm rất là lạ ở đây thì có lẽ Asus nếu mà sử dụng bàn phím mặc định thì nó cũng có các phím gõ này Y này, có thêm Ý, Ó, Ú, É, Á. Đấy, thì nó có thêm những cái phím đặc biệt này để chúng ta nếu không dùng bàn phím T-Rex thì vẫn có thể gõ ra được. Và phím mũi tên lên xuống được làm khá là nhỏ nhắn nhưng mà đàn hồi rất là tuyệt vời. Đặc biệt thích nhất là cái trackpad ở bên dưới này được làm mềm và mịn, giống hệt với chiếc laptop Asus mình đang sử dụng hiện nay, có chuột trái và chuột phải đầy đủ, bấm rất là thích. Với tổng thể và cái mức giá mà chiếc Asus Transformer Pad T103 này đưa ra thì mình nghĩ đây là chiếc máy tính bảng Line Laptop tuyệt nhất cho đến thời điểm hiện tại với cái mức giá nó đưa ra. Với chỉ khoảng 6,9 triệu đồng thì người dùng đã có cho mình một chiếc máy tính bảng có cấu hình tuyệt vời. Mình sẽ có một bài đánh giá riêng về hiệu năng của nó để thử xem là nếu với cấu hình này chúng ta chơi các game nặng như Advance 8 hay là Flappy Bird với đồ họa 2D nặng như vậy thì chơi có mượt hay không. Và cũng với bàn phím này khi chúng ta thao tác đặc biệt với các website hay là những cái bộ gõ văn phòng thì nó đã tương thích tốt hay chưa. Các bạn cảm thấy video đừng quên like, share với bạn bè và mình sẽ gửi đến bạn bài đánh giá chi tiết sớm nhất có thể. Truy cập vào service.com.vn để theo dõi chi tiết mức giá của sản phẩm này. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.